Thưa quý vị, cảnh sát phát hiện thêm 6 thi thể sau khi bắt giữ một kẻ sát nhân ở Indiana, tin từ Indiana. Theo cảnh sát ở Indiana vào hôm nay cho biết, họ đã vừa tìm ra 6 thi thể phụ nữ sau khi bắt giữ một gã đàn ông, kẻ bị nghi ngờ bóp cổ chết một phụ nữ trong một nhà nghỉ ở Indiana. Nghi phạm nói trên đã bị bắt vào hôm thứ Bảy, ngày 18 tháng 10 tại Gary, Indiana, vì bị nghi ngờ sát hại một phụ nữ vào tối hôm trước đó. Nạn nhân nói trên có tên là Africa Hardy, 19 tuổi, và đã bị bóp cổ cho đến chết tại một phòng nghỉ ở Hammond. Trong khi bị thẩm vấn, nghi phạm đã thú tội và dẫn các nhà điều tra đến 3 địa điểm khác nhau, nơi mà họ đã tìm thấy 3 thi thể phụ nữ bị giết. Theo nhân viên điều tra của Lake County cho biết, một trong số 3 phụ nữ bị thiệt mạng có tên là Annis Jones, 35 tuổi. Cho đến tối ngày hôm qua, nghi phạm đã khai nhận thêm 3 địa điểm chôn xác mới, trong đó bao gồm cả một ngôi nhà hoang ở Gary, nâng tổng số nạn nhân bị giết lên 7 người. Theo người hàng xóm tên là Justin Jones cho biết, tên sát nhân có thể đã phá cửa để đột nhập vào ngôi nhà cách đây không lâu, bởi vì trước đó công ty cấp nước đã đến kiểm tra nhưng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Theo cảnh sát cho biết, nghi phạm của vụ việc hiện đang bị giam ở một nhà tù Hammond và được che giấu danh tính trước khi bị cáo buộc hình sự.